Trước khi mất, ba mẹ còn cố gắng để lại mấy trăm ngàn để dành mua sách vở, quần áo cho mấy em. Hai đứa nhỏ dù buồn nhưng chúng nó vẫn cố gắng tập trung học online. Em Phạm Yến Nhi, 22 tuổi, chị cả trong gia đình có bốn chị em, mất cả cha lẫn mẹ trong đại dịch Covid-19, chia sẻ như trên. Bốn chị em Nhi giờ nương tựa lẫn nhau trong căn nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hai em nhỏ nhất còn đang học lớp 5 và lớp 6. Đầu tháng 9, học sinh khối trung học ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhập học trực tuyến, cũng là lúc trường trung học cơ sở Nguyễn Vĩnh Nghiệp quận 12 làm hồ sơ đề đạt nguyện vọng học bổng để được nhận bảo trợ học tập đến hết trung học phổ thông cho em Phạm Lâm Yến Phụng, lớp 6, em gái thứ ba của Yến Nhi. Đó cũng là những ngày đau buồn nhất của bốn chị em Yến Nhi khi cha mẹ các em lần lượt qua đời vì Covid-19, cách nhau chỉ hơn một tuần. Cho cốt được gửi về gia đình và các em phải tự cách ly trong nhà, nương tựa lẫn nhau. Yến Nhi cho biết cả gia đình em thuê trò tại đây từ mấy năm nay để gần ông bà ngoại và cậu gì. Cha mẹ em là lao động tự do, em học hết lớp 12 rồi đi bán quần áo phụ gia đình. Vì khó khăn, đứa em thứ hai học xong lớp 8 cũng nghỉ, đi làm phụ quán cà phê. Nhưng mấy tháng nay vì dịch bệnh nên cả gia đình em thất nghiệp ở nhà. May là gia đình em ở gần ông bà ngoại và cậu gì nên những ngày qua tụi em cũng được chăm lo nhiều. Nhưng ông bà trên 70 tuổi rồi lại đang còn nuôi hai cháu mồ côi nữa nên vất vả lắm giờ em chỉ mong nhanh hết dịch để đi làm kiếm tiền đóng tiền trọ và lo cho các em thôi yến nhi nói yến nhi cho hay vì hai em yến phụng và yến hoàng học trực tuyến nên em phải mượn điện thoại của bà ngoại và một cái của mình cho hai em học trước khi mất mẹ còn cố gắng để lại cho tụi em mấy trăm ngàn để dành mua sách vở quần áo cho hai đứa đi học hai đứa nhỏ học được lắm ba mẹ mất ai cũng buồn nhưng tụi nó vẫn cố gắng tập trung học em sẽ cố gắng động viên để hai đứa nó không phải nghỉ học sớm yến nhi nói Bà Lý Thị Mỹ Phượng, hiệu trưởng trường Tiếng học Nguyễn Thị Minh Khai quận 12 cho biết, trường có hai học sinh rơi vào cảnh mồ côi khi người thân mất vì dịch Covid-19. Hai em cùng học khối lớp 5, trong đó một em có cha là bảo vệ dân phòng vừa mất ngày 13 tháng 8 do nhiễm Covid-19. Mẹ của em giờ cũng thất nghiệp và lo cho hai con. Học sinh còn lại là bé út trong gia đình bốn chị em của Phạm Yến Nhi. Bà Phượng chia sẻ biết hoàn cảnh của hai em này, một số mạnh thường quân đã hỗ trợ mỗi em 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại lớp em theo học, phụ huynh cũng đã quyên góp và mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho các em. Năm học này, trường sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho việc học của hai em. Trường cũng đang làm hồ sơ để xin cho hai em được bảo trợ học bổng đến lớp 12 theo chương trình của thành đoàn. Có thể làm được gì để giúp cho các em, tôi đều cố gắng hết sức, mong sao bù đắp phần nào sự mất mát mà các em phải chịu. Bà Phượng tâm sự. Trong cuộc họp báo mới đây, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tính tới ngày 8 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 14.800 trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19, trong đó hơn 12.000 trẻ đã khỏi bệnh. Đáng nói, đợt dịch lần thứ tư này ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khiến 13 trẻ tử vong và hiện đã có gần 250 trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19. Trước thực tế đó, nhiều cơ quan, tổ chức xã hội cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho các em. Vừa qua, Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với Hội đồng đội quận Bình Tân đến trao tặng máy tính, bộ sách giáo khoa mới và phần quà bánh sữa cho học sinh Lê Nhật Hào, sinh năm 2009, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân. Theo địa phương, gia đình Hào có đến 10 người sống chung và là một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 khi có tới 8 người bị nhiễm bệnh. Bà ngoại và mẹ của em đã qua đời vì Covid-19, để lại em nhỏ sinh non khi mới 29 tuần thai. Cha của Hào đang thất nghiệp do dịch. Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với hội đồng đội các quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện chương trình trao học bổng bảo trợ học tập đến hết lớp 12 cho các em thiếu nhi từ 6 tới 15 tuổi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Đối tượng là các em mồ côi cha, mẹ hoặc cả hai, trẻ em không sống cùng cha mẹ do đã qua đời hoặc bỏ đi, trẻ em trong các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định hoặc mất việc, thu nhập gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19, có nguy cơ thất học. Các em là con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống Covid-19. Từ ngày 10 tháng 8 đến nay, ban tổ chức đã nhận được đăng ký của hơn 150 nhà hảo tâm, cá nhân, tập thể với gần 400 suất học bổng cho các em với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Được biết, số lượng trẻ em thuộc diện trên đến nay đã hơn 1.000 em từ rà soát của các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Hiện ban tổ chức đang trong quá trình phối hợp rà soát, xác minh với địa phương và gia đình. Do tình hình dịch bệnh nên ban tổ chức phối hợp với các văn nghệ sĩ, Mạnh Thường Quân thực hiện trao tặng theo từng đợt, từng tuần. Tuần trước, chương trình đã trao tặng học bổng cho 58 em, mỗi em sẽ nhận được suất học bổng 3 triệu đồng một năm và kéo dài cho tới hết lớp 12. Tuần này sẽ tiếp tục trao cho 20 em. Bên cạnh việc trao tặng học bổng bảo trợ học tập, Hội đồng đội thành phố còn phối hợp với các đơn vị nhằm kịp thời trang bị sách giáo khoa và thiết bị điện tử phục vụ việc học tập trực tuyến, nhằm trang bị đầy đủ hành trang cho các em sẵn sàng bước vào năm học mới. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn